nè, Meso này mới lắm. Meso này thấy không? Đã chưa? Bốn chiếc luôn. Đó. Hai chiếc này gắp vô được nè, hai chiếc này gắp vô được. Thấy chưa? Có hai chiếc là gắp vô được một chiếc. Và đã chưa? Bây giờ cô này sẽ bốc hai hộp hiệp sĩ trước nha, còn quái vật thì lần sau đi. Bây giờ cô này sẽ cắt nha. Ê à, cứng quá. Bóc ra mình lắp ráp nha. Xong, bây giờ chúng ta xem coi cái nào là hiệp sĩ, cái nào là bên ép nha. Đây là ép nè. Thôi, hai cái là ép nè, chung một bộ. Còn cái này là hiệp sĩ, chung một bộ. Wow, bây giờ mình sẽ bóc ra. Tèn tèn tèn. Tháo ra nào. Hiệp sĩ cầm kiếm, lấy phi thuyền luôn. Cô này sẽ tháo ra, lắp ráp theo thứ tự rồi mình cùng bắt tay vào làm nha. Đây, cô này xé ra rồi, bây giờ cô này sắp xếp thứ tự. Chúng ta cùng nhau bắt tay vào làm nha. Cô này đã lắp xong người lính. Đây là con gái. Đó, các bạn thấy chưa? Con gái cầm cái kiếm đẹp quá trời đẹp luôn nè, màu cam. Cái miếng tóc nữa gắn vô nó là xong. Chúng ta sẽ bật tên này, thấy chưa? Con gái cầm kiếm. Ồ, cái chiêu gì đây? Tóc sấy đúng không? Cầm cái kiếm đẹp quá. Kiếm màu cam. Wow, hiệp sĩ. Xong rồi chúng ta đẩy sang một bên. Bắt đầu, bước số 1. Lắp vào. Xong, bước số 2 chúng ta lật ngược lại. Đấy. Gắn vô. Số 3. Lắp ngược luôn nè. Tiếp theo hai cái vòng hai bên. Bước số 4. Số 4 là nằm ở đây. Hai cầm. Kế đến hai cục tròn này. Đó. Wow. Đẹp không chưa? Bước số 5. Này chúng ta sẽ gấp nè. Một cái. Thêm một cái nữa. Xong. Quay lại. Cái sỏi quay đúng không các bạn? Ha, à, cô liền gấp ngược rồi. Chi nó quay ra mà cô liền gấp quay vô. Mở vậy. Ây da, cứng quá. Hộp nè. Hai. Xong. Cái bước thứ 6. Gắn vô. Phi thuyền bay. Số 7. Một. Hai. Một cái này sẽ nằm trên này. Số 8. Một nè. Hai. Rán hai cánh quạt hai bên nữa. Cánh bay. Đã xong. Số 9. Và số 9 này gấp như nào đây? Một nè. Hai nè. Đẩy lên. Wow. Thấy gấp xong rồi đó. Nhầm. Đó. Và.
một nè, hai cái cần điều khiển, hai đã xong, 11 khá là đơn giản. Phải nhìn kỹ mới khác, chứ không chúng ta sẽ dễ bị nhầm lắm. Đã xong, còn một cái nữa mới xong. Đây, tiếp tục 12. Lắp bên hông nè các bạn. 1 2 đuôi. Wow, gần xong rồi. 13. Rồi, lắp cái mặt nạ em nữa là đã xong. Cứng quá. Yeah, hoàn thành. Wow, đẹp chưa? Một cái phi thuyền. Các bạn thấy chứ? Đẹp quá phải không nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho người lính vào, và chúng ta sẽ lắp thêm một bộ này nữa. Rồi chúng ta ghép làm đôi. Cho vô trong rồi. Nó lớn lên. Cái khiên, khiên tạm thời để ngoài đi. Hết tay rồi. Để luôn. Trắng che trắng lại. Wow, đẹp chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ ghép bộ còn lại. Đây, con này sẽ tháo ra và sắp xếp thứ tự rồi chúng ta lắp ráp nha. Rồi, xong. Đây, người lính lên luôn. Lego Neso xanh lá cây. Cô này lắp ráp xong. Gương mặt khá chưa? Đàn ông nha, không phải con gái đâu. Cầm kiếm và cầm khiên. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lắp ráp. Bước số 1. Lắp lẹ để còn xem coi nhớ như nào đúng không các bạn? Nó có đẹp không đây? Chắc hai cái ghép vừa là đẹp lắm. Tiếp tục bước số 3. Số 4. Một nè, hai nè, xong, đặt xuống, hai cái hai bên, một, hai, đó, ngắt lẹ luôn cô này, bây giờ cô này ngắt lẹ luôn. Số 6. Một nè, chưa. Số 7. Này, mình sẽ gắn ở bên hông đó các bạn. 1 2. Tiếp đến hai cạnh. Còn nữa. Yeah, đã xong bước số 7, cái số 8. Số 8 chúng ta sẽ lắp những bước nhỏ trước.
là xong. Con này được 2 cái. Nhấn vô đây các bạn. 1 2 2 cái phản lực. Đã xong. Số 9. Đây. Vũ khí, gắp vũ khí. Cô đã gắp xong rồi. Thì chỉ cần lắp vào thôi. 1 2 Bóp này là bắn ra là có vũ khí, đạn. Số 10. Số 10 chúng ta sẽ gắn thanh lớn này vô đây. 1 2 Wow. Kế tiếp 11. Nhấn ở cái đuôi một cái nè. Nhấn đây một cái. Đưa lên. Đó. Cái bộ điều khiển. Tay cầm điều khiển đó. Wow. Mày gắp một phát là tới bước 12 luôn. Thêm hai cái này lên. 1 2 Và 13. Một cái. À, các bạn thấy sao? Đẹp không? Hoàn thành. Wow. Đó. Hoàn thành là sẽ được như vậy. Đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho người lính vào nha. Người lính sẽ ngồi ở đây nè. Ây da, cái kiếm của tôi. Đất cái kiếm của tôi rồi. Để quyền lấy lại. Đó. Cầm kiếm đi. Ây da, cứng quá. Wow. Cầm khiên nè. Thôi khỏi khiên luôn. Khiên cho nằm đằng trước đi. Bây giờ con này sẽ ghép hai cái này lại. À, tháo ra. Thì các bạn nhìn nè. Ghép vô. Cứng quá đi. Đó, ghê chưa. Wow. Đây là hai cái khiên. Con sẽ để cái bên không. Ừ, bây giờ các bạn thấy chim ngưỡng đi. Ghê chưa. Bộ đôi Lego Neso chiến đấu. Một phi thuyền tàu bay lớn luôn, cỡ lớn luôn. Hai cái ghép lại với nhau. Thật là đẹp. Và các bạn ơi, video này đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nha. Các bạn thấy hay thì bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lầy TV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Cu Lầy. Cu Lầy cảm ơn nhiều lắm. Đây là hai cái khiên. Không biết để đâu luôn, để ở đây đi. Chặn luôn. Bye.